Ngày hôm sau Diệp Trước đã hẹn An Lệ Tư và Triệu Phinh Đình cùng nhau đi công viên giải trí. Nhưng vì Triệu Phinh Đình tạm thời bận nên không đi cùng cô ấy. Diệp Trước đã đến nơi đã hẹn với An Lệ Tư. An Lệ Tư ngượng ngùng hỏi Trước Trước, ngại quá mình đến muộn, Phinh Đình cũng đến muộn à? Diệp Trước giải thích bụng Phinh Đình không khỏe, hôm nay không đến công viên chơi với chúng ta được. An Lệ Tư gật đầu nói tiếp, hôm qua không phải còn ổn sao? Một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước mặt hai người, cửa sổ đã hạ xuống lộ ra khuôn mặt góc cạnh, tay cầm vô lăng còn cầm một chuỗi tràng hạt Phật giáo. Sầm Thiếu Khanh mỉm cười bình tĩnh chào Diệp Trước, An Lệ Tư bị sốc si mê nhìn, người đàn ông này là ai? Anh ấy trông rất đẹp trai, rất khí chất, cô chưa bao giờ thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi cài cúc cổ điển nam tính, đến thế. Diệp Trước kinh ngạc nhướng mày, Sầm tiên sinh. Sầm Thiếu Khanh nói tiếp, đi đâu, lên xe đi, tôi đưa các cô đi. Diệp Trước cười nói không cần đâu, phiền anh lắm, xe buýt sắp tới rồi. Sầm Thiếu Khanh nói với giọng bình tĩnh, không sao, hôm nay công việc tôi kết thúc vừa hay đi ngang qua đây, làm việc mỗi ngày cũng tốt. An Lệ Tư ánh mắt bát quái nhìn hai người, vị soái ca này anh nói anh không phải theo Diệp Trước đưa cô ấy, tôi không tin đâu. Diệp Trước không từ chối nữa, cùng An Lệ Tư lên xe, vậy phiền anh rồi, chúng tôi muốn đến công viên giải trí. Sau đó Diệp Trước giới thiệu An Lệ Tư với Sầm Thiếu Khanh, đây là bạn cùng lớp của tôi, An Lệ Tư, còn đây là Sầm tiên sinh. An Lệ Tư kinh ngạc giới thiệu, xin chào, tôi và Diệp Trước là bạn. Sầm Thiếu Khanh bình tĩnh nói tôi họ Sầm. An Lệ Tư gật đầu, không khỏi nhìn qua nhìn lại giữa Diệp Trước và Sầm Thiếu Khanh. Không hiểu sao cô cảm thấy hai người này rất hợp nhau, mối quan hệ giữa hai người này chắc hẳn không chỉ là bạn bè. An Lệ Tư ôm hai mặt đỏ bừng, ây a buồn quá, muốn biết quá, ăn dưa mình không đợi nổi. Công viên giải trí cách thành phố không xa lắm, đã đến rất nhanh. Diệp Trước bước ra khỏi xe cảm ơn anh ta. Sầm Thiếu Khanh giọng điệu bình tĩnh nói không cần khách khí với tôi. An Lệ Tư lặng lẽ quay lại nhìn Sầm Thiếu Khanh, kéo tay Diệp Trước hỏi Trước Trước, anh Sầm đó khá đẹp trai. Ừ, vẻ mặt của anh ấy không tệ. An Lệ Tư tiếp tục hỏi anh ấy có thích cậu không? Diệp Trước trầm giọng nói cậu nghĩ nhiều quá. An Lệ Tư nhớ lại cảnh tượng vừa rồi cảm thấy trong mắt mình như có sao bay ra, vừa rồi lúc anh ấy nói tôi đưa các người đúng là bá đạo tổng tài, nếu không sao anh ấy lại đưa chúng ta đến công viên. Diệp Trước cười nói anh ấy là người ăn chay và theo đạo Phật, không có thất tình lục dục, không thể thích ai. Cậu đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa, Sầm Thiếu Khanh đã 31 tuổi rồi. An Lệ Tư hỏi nhỡ đâu cậu khiến anh ta động lòng phàm thì sao? Diệp Trước đáp cậu nghĩ nhiều rồi. An Lệ Tư nheo mắt lại, theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của tớ, chuyện này chắc chắn không đơn giản, ôi chào ánh mắt thích một người không giấu nổi, trong mắt anh ta có cậu. Diệp Trước thản nhiên đáp, anh ta không phải mù, trong mắt không có mình mới là kỳ lạ. Đúng là thẳng nữ, câu này có lý đấy. An Lệ Tư thở dài và bất lực lắc đầu, Trước Trước, ví dụ anh ta thích cậu thật thì cậu có chấp nhận không? Diệp Trước nói với giọng điệu bình tĩnh, chuyện này không thể xảy ra trên người mình và anh ấy. An Lệ Tư bĩu môi, vậy nói không chừng nhỡ đâu hai người cậu nhìn chúng nhau thì sao? Diệp Trước tâm vẫn vững như thép, mãi mãi không thể nào. An Lệ Tư mỉm cười, lúc người nào đó quả quyết từ chối chuyện nào đó, tương lai anh ta nhất định sẽ chấp nhận chuyện đó, và phát ra tiếng thật thơm, đây là nhân quan vũ trụ. Diệp Trước đáp định lý thật thơm không có tác dụng với mình, ấn tượng của mình với Sầm Thiếu Khanh không tồi, cũng chỉ là không tồi mà thôi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, một lúc sau đã đến khu vui chơi, vừa nhìn thấy đủ thứ trò vui, An Lệ Tư hưng phấn nói Trước Trước, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi. Diệp Trước gật đầu, kiếp trước, Diệp Trước là một đứa trẻ mồ côi, chỉ có thể ghen tị nhìn cha mẹ của những đứa trẻ khác đưa chúng đi công viên giải trí, khi cô lớn lên thì bận quá nên không có thời gian. Đây là lần đầu tiên Diệp Trước đến công viên giải trí, cô nhất định phải bù đắp nuối tiếc trước kia. Dù là tàu lượn siêu tốc hay máy nhảy đều khiến cô cảm thấy mới lạ, cô yêu thích cảm giác hồi hộp khi lên cao rất thú vị. Hai người lại đi đến ngôi nhà ma ám có 3 tầng, cần phải xếp hàng để vào. An Lệ Tư rất rụt rè nhát gan, vừa đi được nửa bước vào nhà ma, cô sợ đến mức nắm lấy tay Diệp Trước, Trước Trước, cậu đi chậm chút, phải bảo vệ mình. Các đạo cụ khác nhau rất thực tế, An Lệ Tư sợ hãi đến mức hét lên liên tục. An Lệ Tư nắm chặt lấy cánh tay của Diệp Trước, ước gì mình có thể biến thành một con bạch tuộc và quấn lấy Diệp Trước trong suốt quá trình. Diệp Trước giơ ngón cái khen con ma trước mặt, cậu ăn mặc rất giống, nhân viên đóng vai con ma sửng sốt, nghe thì dường như đang khen nhưng tại sao có cảm giác bị sỉ nhục nhỉ? Chuyển cảnh đến bệnh viện, Triệu Phinh Đình hôm nay đau bụng nên đã đến đây kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ, đây là CT và báo cáo cộng hưởng từ, Triệu Phinh Đình lo lắng hỏi sức khỏe tôi rốt cuộc có sao không? Bác sĩ nhìn cô gái trẻ trước mặt, một lúc lâu sau anh mới chậm rãi phun ra vài chữ, tình hình rất không tốt, ung thư phổi. Triệu Phinh Đình cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, làm thế nào điều đó xảy ra? Làm sao cô ấy có thể bị ung thư? Bác sĩ tuy rằng đã quen nhìn sống chết, nhưng vẫn không đỡ nhìn Triệu Phinh Đình như vậy. Cô bé, y học bây giờ tiến bộ như vậy, chỉ cần em phối hợp chữa trị, nhất định sẽ có hy vọng. Giọng của bác sĩ xa dẫn, chỉ còn lại tiếng ong ong trong não và sự đau khổ của ngực. Mắc bệnh này giống như bị phán tử hình vậy, ngay cả việc nhập viện cũng chỉ làm tăng thêm nỗi đau và lãng phí tiền bạc. Giống như một ngôi sao đã mất đi ánh sáng nhưng cô vẫn bất đắc dĩ nở nụ cười. Điều đó có nghĩa là việc chữa trị cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bác sĩ,
Cảm ơn sự an ủi của ông, bác sĩ, tôi còn sống được bao lâu nữa? 3 tháng. Cô quên mất mình ra khỏi bệnh viện như thế nào, cô chỉ cảm thấy tay chân mình vô cùng nặng nề, bầu trời trong sáng và trong xanh bỗng trở nên xám xịt trong mắt cô. Triệu Phinh Đình mở điện thoại nhìn số tiền tiêu vặt cô đã dành dụ trong nhiều năm và tiền Tết, tất cả tiền mà cô tiết kiệm được tổng cộng có 30 triệu, nếu cuộc đời đã là thời gian đếm ngược thì kịp thời vui đi, cô tự an ủi chính mình. Sau khi rút tiền tiết kiệm cô lập tức đi đến trung tâm thương mại mua một ít đồ tặng cho người thân, ba, mẹ, anh, chị dâu, con mua cho mọi người quà này. Triệu Phinh Đình mua cho anh trai một bộ đồ hàng hiệu mà anh ấy thích, mua cho chị dâu bộ mỹ phẩm chăm sóc da của thương hiệu nổi tiếng. Chị dâu Đường Dai cảm thấy có chút bối rối, Phinh Đình, sao em đột nhiên tặng đồ tốt thế? Ba cô thích uống rượu nên cô đã mua cho ông một chai rượu ngoại, con gái tặng tôi chữ đài, vẫn là con gái tốt với tôi. Mẹ Triệu nhận được một chiếc sườn xám bằng lụa mà bà đã để ý từ lâu nhưng ngại mua. Mẹ Triệu nhìn Triệu Phinh Đình suy nghĩ sắc bén ngẩng đầu với ánh mắt khó tin, Đình, con có phải xảy ra chuyện gì không? Cô mỉm cười và nói không có, mẹ đừng nghĩ nhiều, con chỉ là ngẫu hứng muốn mua mà thôi. Bà nhìn lướt qua các món quà mà Triệu Phinh Đình tặng cho cả nhà rồi hỏi, con lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ? Triệu Phinh Đình cười nói mấy cái này con dùng tiền tiết kiệm và tiền mừng tuổi mua. Mẹ Triệu sửng sốt, sao con không nói sớm? Con mệt rồi, con về phòng trước, cô thầm xin lỗi mẹ, đây là tâm ý của con sắp phải đi rồi, cô còn có thể hiếu thảo với cha mẹ được bao nhiêu ngày nữa? Buổi tối ở Diệp gia, Diệp trước gọi điện thoại cho Phinh Đình, chúng ta đã hẹn nghỉ hè đi thi bằng lái, cậu quên rồi sao? Phinh Đình cười cay đắng, mình định nghỉ hè đi làm thêm, ngại quá, mình lại thất hứa rồi, Diệp trước thở dài, vậy được thôi, cậu có rảnh thì nhớ tìm mình. Phinh Đình buồn bã gật đầu được, cô chỉ còn sống được 3 tháng nữa, học lái xe có ích lợi gì? Cô nên nói sao với bạn thân đây, cuộc đời cô đã là thời gian đếm ngược rồi, tại sao số phận lại đối xử với cô như vậy? Triệu Phinh Đình ôm đầu gối khóc lớn. Triệu Phinh Đình không đi học lái xe, Diệp trước đành phải đi một mình. Cô tìm thấy một trường dạy lái xe trực tuyến có vẻ khá tốt, ngay gần nhà cô. Xin chào huấn luyện viên, em là Diệp trước. Huấn luyện viên là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, họ Ngô. Kết quả là huấn luyện viên Ngô cảm thấy chết lặng khi nhìn thấy Diệp trước, học sinh nữ sao? Trời ơi, da đầu tê rồi. Ông ta mở cửa bên cạnh ngồi vào ghế phụ, quay đầu nói với Diệp trước, lên xe đi, chúng ta hãy tập xoay chữ S trước đã. Diệp trước nở nụ cười trên môi, huấn luyện viên, trước đây em đã học lái xe ở nhà. Hôm nay em đến đây chỉ để xác nhận với các bạn rồi đặt lịch thi các môn 1, 2, 3 và 4. Huấn luyện viên Ngô không nói nên lời, giới trẻ ngày nay ngày càng không đáng tin cậy chỉ biết khoe khoang thôi. Ở đây có quy định, thi xong môn thứ nhất phải đợi ít nhất 10 ngày mới được đặt lịch thi môn thứ 2. Sau khi thi xong môn thứ 2, phải đợi 10 ngày mới có thể đặt lịch thi môn thứ 2. Thi môn thứ 3, sau đó có thể thi môn thứ 4, ông ta nghĩ cô cho rằng thi lấy bằng lái xe đơn giản như vậy sao? Giống như ăn hạt dưa à? Nhà đầu này đúng là không biết trời cao đất dày, Diệp trước hơi nhướng mày, nói cách khác, em phải chờ ít nhất 30 ngày mới lấy được bằng lái xe sao? Nhà đầu này muốn lấy bằng lái xe trong 30 ngày sao? Huấn luyện viên Ngô càng không nói nên lời, đừng mơ nữa, trong số học sinh tôi dạy, những người tài năng nhất cũng phải đợi 2 tháng mới lấy được bằng lái xe. Diệp trước khẽ cười, huấn luyện viên thầy yên tâm, em lái cho thầy xem trước, cô thắt dây an toàn và quay đầu nhìn huấn luyện viên, sẵn sàng chưa? Nói xong, Diệp trước khởi động động cơ. Bùm! Huấn luyện viên chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã lao ra ngoài với tốc độ cao, cô đã tránh được chính xác mọi chiếc xe ở ngã rẽ chữ S, cho dù đó là một ngã rẽ lớn hay một ngã rẽ nhỏ. Những cảnh gay cấn và hấp dẫn này chỉ có thể thấy trên đường đua, kỹ năng lái xe như vậy, làm các huấn luyện viên khác có mặt đều choáng váng và phấn khích. Ai đang lái xe? Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Không ngờ trong trường dạy lái xe của chúng ta lại có một tay đua chuyên nghiệp. Nhìn thấy cảnh tượng này, những học sinh khác cũng không khỏi thốt lên, phía trước là khúc quanh liên tiếp, vậy mà không giảm tốc độ, giỏi quá! Giây tiếp theo, xe vượt qua những khúc cua liên tục một cách êm ái, 3 phút sau, một cú búng đuôi tuyệt đẹp và nó dừng lại trên đường. Sắc mặt huấn luyện viên Ngô tái nhợt, trong khi đó, Diệp trước ngồi ở ghế lái luôn tỏ ra điềm tĩnh, cô quay đầu nhìn huấn luyện viên Ngô, hiện tại có thể cho em biết cách đặt lịch thi không? Huấn luyện viên Ngô hoàn toàn bị thuyết phục, sau đó nói tải ứng dụng 12.123 xuống là có thể đặt lịch thi. Thời gian trôi nhanh, trong chớp mắt lại 3 ngày nữa trôi qua. Triệu Phinh Đình mấy ngày nay càng cảm thấy khó chịu, giống như không thở được, ngực cô vẫn còn đau rất nhiều. Cô mở cửa ra ngoài đi làm thêm, chị dâu thò đầu nhắc nhớ về sớm. Sau khi Triệu Phinh Đình đi khỏi, anh trai trò chuyện với vợ về sự bất thường của em gái trong 2 ngày qua, anh kỳ quái hỏi Đường Dai, em có để ý thấy Phinh Đình gần đây gầy đi rất nhiều, sắc mặt không được tốt lắm không? Đường Dai thản nhiên nói trước kia nó thi đại học đến cơm cũng không ăn, gầy đi cũng là bình thường. Anh cau mày, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Như vậy cũng gầy quá rồi, anh ra ngoài chút, mua đồ tẩm bổ cho em gái, Đường Gian dặn anh về sớm đó, em dọn nhà trước, ngôi nhà trống rỗng, mọi người đã đi hết, ăn xong, Đường Gian bắt đầu dọn dẹp. Khi dọn dẹp phòng của Phinh Đình, Đường Gian lau bàn lỡ tay làm rớt tập hồ sơ của Phinh Đình. Cô nhìn thấy tên hồ sơ là bệnh án thì nghi hoặc, một tờ báo cáo CT và người bệnh tên Phinh Đình, Đường Gian vội vàng ngồi xổm xuống nhặt nó lên và đọc, ung thư phổi sao? Khi nhìn thấy hai chữ này,
Tờ báo cáo trong tay Đường Dai trực tiếp rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Ngày khám chữa bệnh cũng là ngày Triệu Phinh Đình mua quà cho cả nhà. Tại thời điểm này, Đường Dai cuối cùng cũng hiểu tại sao trong khoảng thời gian này em gái lại thay đổi nhiều như vậy. Hóa ra cô bị ung thư phổi, năm nay cô mới 19 tuổi, Đường Dai không thể tưởng tượng được làm sao cô có thể sống sót qua những ngày một mình này. Cô nhanh chóng gọi điện cho chồng và ba mẹ chồng, để yêu cầu họ quay về nhà nhanh chóng. Bọn họ đã vội vàng chạy đến một nhà hàng cách khu dân cư không xa, và tìm thấy Triệu Phinh Đình làm việc ở đây. Em gái, Triệu Phinh Đình đột nhiên nhìn thấy Đường Gia và mẹ có chút kinh ngạc. Hai người tiến tới và nói đừng bê bát nữa, theo mẹ về nhà. Triệu Phinh Đình khó hiểu nhìn bọn họ, mẹ, chị dâu, hai người sao vậy? Đúng lúc đó, chủ nhà hàng bước ra nói tiểu Triệu, cô đang nói chuyện với ai vậy? Bây giờ đang bận, còn không mau làm việc. Phinh Đình ấp úng xin lỗi ông chủ, tôi. Còn chưa nói xong chị dâu đã cắt ngang lời cô ấy, ngại quá, em gái tôi không làm nữa. Ông chủ không vui nhìn bọn họ, cô ấy mới làm việc được một tuần, nếu bây giờ cô ấy đột ngột nghỉ việc, cô ấy sẽ không nhận được tiền lương nữa. Mẹ Triệu lo lắng nói chúng tôi không cần tiền lương nữa. Đường Gia nhìn Phinh Đình, em yên tâm, chị và anh trai em tiết kiệm được hơn 1 triệu, chắc chắn đủ cho em chữa bệnh. Phinh Đình không ngờ Đường Gia lại biết chuyện này, chị dâu, sao chị biết? Mẹ Triệu cùng Đường Gia nhanh chóng kéo Triệu Phinh Đình về nhà đi, chúng ta cùng nhau về nhà đi chữa bệnh nhé. Một lát sau bọn họ tới bệnh viện, ngay sau khi tuyên bố ung thư phổi được đưa ra, căn phòng im lặng trong giây lát. Mẹ Triệu nắm lấy tay cô, Đình Đình, là thật sao? Đường Gia nghẹn ngào, đôi mắt lập tức đỏ lên khóc nức nở, em gái tôi thật sự bị ung thư phổi. Triệu Phinh Đình không khỏi đỏ bừng mắt gật đầu, cô đau lòng khóc lóc thảm thiết, mẹ à, mẹ Triệu ôm chầm lấy cô, chẳng trách Triệu Phinh Đình đột nhiên tiêu hết tiền tiết kiệm để mua quà cho gia đình. Mẹ Triệu cảm thấy đó là lỗi của bà không quan tâm con gái thì thôi, vậy mà còn bắt nó đi làm thêm. Bác sĩ đứng bên cạnh lên tiếng, khóc cũng không giải quyết được vấn đề, điều quan trọng nhất bây giờ là phải đến bệnh viện ngay. Nhưng Triệu Phinh Đình lắc đầu, căn bệnh này không thể chữa khỏi, bà, mẹ, anh trai, chị dâu, xin đừng lãng phí tiền bạc, con chỉ muốn thời gian cuối cùng ở bên các người. Anh trai vốn đang kìm nén nước mắt, lúc này mới bật khóc, anh đứng dậy lấy chìa khóa xe ra và nói Phinh Đình đừng làm loạn nữa, có bệnh thì phải chữa, còn nước còn tát. Mẹ Triệu trực tiếp quỳ xuống dưới chân Phinh Đình, con gái, con muốn chúng ta sinh con sao? Mẹ quỳ xuống xin con có thể đến bệnh viện không? Chúng ta hãy nghe lời bác sĩ và hợp tác điều trị. Triệu Phinh Đình đau đớn kêu lên một tiếng vội đỡ lấy mẹ, mẹ ơi, đừng như thế có được không? Con cầu xin mẹ, mau đứng dậy đi. Triệu Phinh Đình rưng rưng nước mắt, cảm thấy vô cùng đau lòng, mình chết cũng chết thôi, nhưng lại liên lụy đến người nhà đau lòng, con đồng ý chữa trị. Triệu Phinh Đình cuối cùng cũng đồng ý thỏa hiệp nhập viện chữa trị. Sau khi kiểm tra một chút, bác sĩ nhìn báo cáo khám nghiệm với vẻ mặt rất nghiêm túc nói với ba Triệu, tế bào ung thư của bệnh nhân đã lan rộng, gia đình bệnh nhân cũng nên chuẩn bị tinh thần. Phổi là cơ quan hô hấp quan trọng nhất trong cơ thể con người, và xét về mặt ung thư phổi cũng là loại ung thư nguy hiểm nhất. Tình hình hiện tại, bệnh nhân tối đa còn có 3 tháng. Sau khi tận mắt nghe lời phán của bác sĩ, ba Triệu hỏi thật không còn cách nào sao? Bác sĩ nhanh chóng xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Là một bác sĩ, anh không muốn nhìn thấy một cô gái trẻ 19 tuổi như vậy, bị ung thư cướp đi mạng sống, nhưng anh không thể làm gì được. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện, Triệu Phinh Đình được đưa vào phòng bệnh. Ba Triệu miễn cưỡng nói, đã đến nước này rồi, chúng ta không thể để Phinh Đình ra đi trong tiếc nuối được, phải nói rõ ràng với con bé về chuyện năm đó. Đường Gia nghe được hàm ý trong lời nói này hơi cau mày, ba muốn nói cho em ấy chân tướng về thân thế của em ấy sao? Ba Triệu gật đầu không thể giấu mãi, không công bằng với Phinh Đình. Đường Gia thở dài có chút lo lắng, nhưng bây giờ Phinh Đình đang không khỏe, em ấy. Không ai ngờ rằng Triệu Phinh Đình lại đột nhiên lên tiếng, cô ấy bình tĩnh đến mức không hề cau mày mà chỉ nở một nụ cười, ba mẹ. Đừng đi tìm họ nữa, vì năm đó họ đã bỏ rơi con một cách tàn nhẫn, như vậy nên họ không liên quan gì đến con cả, các người mới là ba mẹ ruột của con. Mọi người kinh ngạc nhìn Phinh Đình, con biết sao? Phinh Đình thản nhiên đeo lại kính rồi đáp, lúc nhỏ con từng nghe vài lời đồn, không ngờ là thật. Ba Triệu liền an ủi cô, Phinh Đình, bác Vương Lam Thẩm của con năm đó cũng có khổ tâm, con đừng buồn. Phinh Đình gật đầu không sao, con không để ý, cô thầm suy nghĩ năm đó có thể vứt bỏ con không hỏi thăm, sao có thể để ý đến con chứ? Có điều trải qua kiếp nạn lần này chút chuyện nhỏ này tính là gì? Họ nhất định sẽ đến thăm con yên tâm. Nếu ba mẹ đã nghĩ vậy thì mình sẽ khách sáo với họ chút. Mặc dù Phinh Đình đã nói rõ rằng cô không muốn gặp cha mẹ ruột của mình. Nhưng ba Triệu và mẹ Triệu vẫn không từ bỏ ý định mời bọn họ đến bệnh viện, cuộc đời của Phinh Đình có thể sẽ kết thúc sau 3 tháng nữa. E hèm, Phinh Đình đã biết rồi, hai người có muốn đến thăm nó không? Mẹ ruột của Triệu Phinh Đình, Lam Nguyệt Ngân nghe điện thoại mỉm cười. À, nó thi đỗ đại học à, tôi biết rồi, gửi địa chỉ cho tôi. Nghe vậy, hai mắt Lam Nguyệt Ngân cũng sáng lên, thi hơn 600 điểm, có thể lên một quyển tạp chí, nhà đầu như vậy giá trị lợi dụng không nhỏ, không thể tiện nghi cho lão Triệu.